Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật của Báo Lao Động. Thưa quý vị, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Và để thông tin chi tiết tới quý vị độc giả những thay đổi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội năm 2025, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Vũ Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hoạn Yomi. Xin kính chào quý vị khán giả của Báo Lao Động. Vâng, xin cảm ơn bà đã nhận lời tham dự chương trình tư vấn pháp luật của Báo Lao động ngày hôm nay. Thưa bà Vũ Thị Trang thì việc tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2005 sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần nếu không thuộc trường hợp quy định là một trong những nội dung đáng chú ý tại luật bảo hiểm xã hội mới. Vậy thì bà có thể thông tin chi tiết hơn tới quý vị độc giả được không ạ? Vâng, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở đi vẫn có thể rút bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai là ra nước ngoài để định cư. Thứ ba là người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, sơ gan mất bù, lao nặng, S. Thứ tư là người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Thứ năm là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm trường hợp thứ sáu là trường hợp sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân hạ sĩ quan binh sĩ quân đội nhân dân hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân học viên quân đội công an cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên xuất ngũ thôi việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu Trường hợp thứ bảy là đối với đối tượng là người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài các trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, sơ gan mất bù, lao nặng, S suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng đã nêu ở trên, người lao động còn có thể được hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn như vậy có thể thấy là trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sau 12 tháng nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì không được rút bảo hiểm xã hội một lần. Vợ vâng, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 bảo đảm tốt hơn quyền tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Vậy việc thêm cơ hội hưởng lương hưu cho người đi xuất khẩu lao động cũng có trong luật mới đúng không thưa bà? À, vâng, à, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã ghi nhận quá trình công tác cũng như cách tính hưởng những quyền lợi của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài cũng như là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể tại khoản 4 điều 66 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung quy định tính cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm xã hội cả ở Việt Nam và nước ngoài cho người lao động. Việc tính mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng bảo hiểm đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm thì cứ mỗi năm đóng sẽ được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Tại Điều 8 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 còn quy định việc hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội theo hướng thúc đẩy đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về bảo hiểm xã hội để bảo đảm quyền lợi cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thưa bà, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều điểm mới so với luật bảo hiểm xã hội năm 2014, đặc biệt trong đó có quy định về việc sẽ giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm để được hưởng lương hưu hàng tháng. Thì bà có thể thông tin cụ thể hơn được không ạ? À, vâng, hiện nay theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí của hầu hết tất cả các trường hợp đều phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, riêng trường hợp lao động nữ là cán bộ công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn à, tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 điều 54 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi bổ sung bởi điều 219 Bộ luật lao động năm 2019. Ờ, như vậy thì thời gian này được đánh giá là còn khá là dài dẫn tới việc là nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. Tuy nhiên từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 khi áp dụng Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì theo quy định tại điều 64 và điều 98 của Luật bảo hiểm xã hội mới, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và khi nghỉ việc có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên cũng sẽ được hưởng lương hưu với quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu chỉ còn 15 năm thì cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động sẽ tăng lên. Vậy cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng theo luật bảo hiểm mới được quy định như thế nào? À, từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì người lao động có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội cũng sẽ được hưởng lương hưu, nên luật bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu với lao động Nam có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 20 năm tại điểm B khoản 1 điều 66 và điểm B khoản 1 điều 99 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Theo đó, từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, người lao động nghỉ hưu được hưởng mức lương hưu như sau. Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%. Vậy việc giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 được quy định như thế nào thưa bà? Vâng, theo quy định tại khoản 2 điều 3 của Bộ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện trợ cấp hưu trí, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hàng tháng với người cao tuổi không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội của người lao động sẽ là từ đủ 75 tuổi trở lên theo điều 21 của bộ luật hiệp luật bảo hiểm xã hội năm 2024 à, theo quy định hiện hành hiện nay thì tuổi này là 80 tuổi. À, riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì cũng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vâng có thể thấy uh, trợ cấp hưu trí xã hội là một sự bổ sung về chế độ cần thiết để góp phần đảm bảo cuộc sống cho những người lao động mà không có lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng vậy thì luật mới đã bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu như thế nào thưa bà À, vâng theo khoản 2 điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì giải thích trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định. Theo điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau. Thứ nhất là từ đủ 75 tuổi trở lên, đối với đối tượng công dân Việt Nam thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì độ tuổi này là từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi. Thứ hai là không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Thứ ba là có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách của nhà nước. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà Vũ Thị Trang. Kính thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn pháp luật ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.